Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chân dung mẹ ruột Lý Nhã Kỳ, người đàn bà quyền lực và những lần xuất hiện hiếm hoi gây chú ý. Nhiều người cho rằng Lý Nhã Kỳ nhận được từ mẹ thần thái quý phái, sang trọng. Mới đây, Đại sứ quán Romania tổ chức lễ ra mắt lãnh sự danh nước Romania tại thành phố Hồ Chí Minh do Lý Nhã Kỳ đảm nhận, đi cùng với Lý Nhã Kỳ là mẹ đẻ của cô và các cháu ruột trong gia đình. Đây là một trong số những dịp hiếm hoi bà xuất hiện bên cô con gái giàu có, nổi tiếng và xinh đẹp. Trước đó, năm 2014, mẹ Lý Nhã Kỳ cũng đến chúc mừng show thời trang do con gái tổ chức. Mẹ Lý Nhã Kỳ cho biết bà không thích ồn ào nên ít xuất hiện cùng con tại các sự kiện. Ra ngoài, ít ai biết bác là mẹ của Lý Nhã Kỳ. Bác cư xử bình thường như mọi người thôi. Bác thích cuộc sống giản dị, yên tĩnh quen rồi, mẹ Lý Nhã Kỳ tâm sự. Được biết, mẹ của người đẹp họ Lý là một phụ nữ quê gốc Thái Bình. Năm nay, bà đã bước sang tuổi 73. Dù đã lớn tuổi nhưng mẹ của Lý Nhã Kỳ vẫn rất khỏe mạnh. Nhiều người cho rằng Lý Nhã Kỳ nhận được từ mẹ thần thái quý phái, sang trọng. Phong cách quý phái của mẹ Lý Nhã Kỳ. Ngoài Lý Nhã Kỳ, bà còn có hai cô con gái khác cũng xinh đẹp và thành công không kém. Bố Lý Nhã Kỳ là thương binh bị liệt, nên một mình gánh nặng gia đình đội lên vai của mẹ cô. Cuộc sống trước kia của gia đình cô là những tháng ngày bươn chạy, vất vả chèo chống cùng nhau vượt qua. Mẹ tôi ngày xưa vất vả lắm, bao nhiêu miếng ngon đều nhịn dành cho chồng và các con, còn hai chị tôi thấy gia đình nghèo khó cũng không dám đi lấy chồng, ở nhà đợi đần cho mẹ, chăm sóc cho cha, mà đến khi bà mất, hai chị mới nghĩ đến hạnh phúc cá nhân, Lý Nhã Kỳ từng kể. Hiện tại một người chị của Lý Nhã Kỳ đang định cư bên Đức, còn một người nữa sinh sống tại Sài Gòn, mấy chị em thay nhau chăm sóc, phụng dưỡng cho mẹ. Dù công việc bộn bề đến mấy nhưng cô luôn dành thời gian ở bên mẹ, đưa mẹ đi du lịch, mua sắm, ăn uống. Mẹ Lý Nhã Kỳ từng tâm sự rằng rất thương con gái vì làm việc quá nhiều nhưng bù lại, bà lại cảm thấy rất tự hào khi thấy cô làm được nhiều việc có ích cho xã hội.